Ngày 2 tháng 10, đại biểu Quốc hội đương vị tỉnh Long An gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Hoàng Trang Liên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Sông An có cuộc tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Hậu Thạnh Đông, Hậu Thành Tây và Bắc Hòa huyện Tân Thạnh. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành tỉnh Long An, huyện Tân Thạnh có Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bùi Quốc Bảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Xuân Khang dự. Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Lê Thị Sông An báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7 đến nay. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây và Bắc Hòa của huyện Tân Thạnh có ý kiến lo ngại về tình trạng xuống cấp của hệ thống giao thông địa phương, đặc biệt là đường tỉnh 837B đoạn từ xã Bắc Hòa đến xã Chính Bủ của huyện Tân Hưng và đoạn đường bờ đông Kinh Quận đoạn từ kênh Dương Giang Dương đến giáp tranh thị xã Kiến Tường. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng sớm đầu tư nâng cấp nhựa quá các tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, cử tri còn đề xuất nâng cấp hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, cử tri cũng tập trung vào những vấn đề như chế độ chính sách cho người có công, hiến đất làm đường, cần có chế độ đảng ngộ xứng đáng, ổn định thị trường thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được đại biểu Quốc hội và đại diện chính quyền địa phương các sở ngành có liên quan giải trình thỏa đáng. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị quá thẩm quyền, đại biểu Quốc hội ghi nhận để trình lên kỳ họp thứ 8 Quốc hội sắp tới.